Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc thổi phồng sự thật. Năm 2023, huyện Quảng Xương phấn đấu có 6 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số. Nhiều bến đỏ tự phát hoạt động tại huyện Mường Lát. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và 2025. Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang chững lại ở mức 4,3% trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài suy yếu và những khó khăn dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, chính sách tài chính và tiền tệ của Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho nền kinh tế. Các yếu tố cơ bản trong trung hạn của nền kinh tế Việt Nam vẫn khả quan và đã tăng trưởng bền vững sẽ mở ra triển vọng kinh doanh tích cực. Do đó, Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 6,3% vào năm 2024 và 7,0% vào năm 2025. Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm 2023 sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Trong tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tham gia vào các hoạt động cụ thể như Hội nghị phát triển thương mại điện tử Việt Nam, sự kiện trực tuyến 60 giờ mua sắm trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, lễ hội trải nghiệm thương mại điện tử. Đặc biệt, sự kiện ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 được tổ chức trên các hệ thống website với mục tiêu thu hút khoảng 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp tham gia. Chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển đột phá của lĩnh vực thương mại điện tử cũng như kinh tế số tại Việt Nam. Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều ngân hàng tiếp tục công bố giảm lãi suất và đưa ra những chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cuối năm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa công bố tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay lần thứ 7 trong năm, áp dụng theo từng lĩnh vực, đối tượng khách hàng. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, Agribank sẽ dành khoảng 4.000 tỷ đồng để triển khai nhiều chương trình tín dụng lãi suất thấp, trong đó sẽ có khách hàng có thể được điều chỉnh lãi suất giảm từ 3% đến 4%. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank cũng vừa tiếp tục hạ lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa SME từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 xuống mức từ 5,9% một năm, quy mô gói ưu đãi lãi suất lên đến 15.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB thông báo giảm thêm 2% một năm lãi suất cho vay dành cho các khách hàng hiện hữu đến hết năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay lãi suất bình quân những khoản vay mới của các ngân hàng đã giảm từ 2 đến 2,2% so với đầu năm. Ngành ngân hàng đang tiếp tục nỗ lực cung ứng vốn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp sớm phục hồi phát triển kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông năm 2024 với tổng kinh phí dự kiến hơn 13,5 tỷ đồng. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình khuyến nông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới, công nghệ mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chương trình sẽ tổ chức 18 lớp bồi dưỡng tập huấn và đào tạo cho khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông và nông dân, 10 lớp tập huấn FFS cho cộng tác viên khuyến nông và nông dân tại các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, kế hoạch đề ra mục tiêu xây dựng và nhân rộng 23 loại mô hình trình diễn khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm việc lắp trạm cân, camera tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đối với các mỏ đã lắp trạm cân, camera, yêu cầu các chủ mỏ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, trong đó yêu cầu thực hiện đầy đủ việc lập hồ sơ chứng từ, sổ sách theo quy định. Đối với các mỏ chưa đủ điều kiện hoặc không phải lắp đặt trạm cân, camera theo quy định, yêu cầu các chủ mỏ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Trong đó, các mỏ mới được cấp phép chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa đi vào hoạt động, yêu cầu tiến hành lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ ngay khi hoàn thiện thủ tục thuê đất để tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.
Đối với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân camera do thuộc phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử danh lam thắng cảnh thành Hoàng Nghiêu, căn cứ Nguyễn Trích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chưa yêu cầu lắp đặt trạm cân, yêu cầu các chủ mỏ trong quá trình xuất bán hàng lên phương tiện vận chuyển ra khỏi mỏ phải cung cấp phiếu xuất hàng ghi rõ các thông tin theo quy định. Đối với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân camera, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với các chủ mỏ để yêu cầu thực hiện việc lắp đặt trạm cân camera, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các mỏ cố tình không thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cán bộ công đoàn các cấp cần thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động, tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động vui xuân đón Tết tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định, tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản. Ngoài ra, cần quan tâm đến các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết. Các cấp công đoàn cũng triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, phát sinh trong dịp Tết. Lợi dụng các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, nhất là những vụ việc đang còn ý kiến bất đồng hoặc phản ứng trái chiều, nhiều trang mạng xã hội của các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, tung tin sai sự thật, công kích lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, từ đó gián tiếp kích động người dân thực hiện các hành vi trái pháp luật. Đây là chiêu bài không mới nhưng luôn có tác động xấu đến những người dân nhẹ dạ cả tin. Vụ việc liên quan đến khởi công xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ. Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực xã Hải Hà. Sau khi xem xét các dấu hiệu vi phạm của một bộ phận người dân tụ tập đông người tuần hành phản đối khởi công xây dựng bến số 3 dự án cảng container Long Sơn gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ. Mặc dù mới chỉ khởi tố vụ án và triệu tập làm việc với một số cá nhân để làm rõ hành vi vi phạm, chưa khởi tố bất kỳ cá nhân nào, nhưng nhiều trang fanpage, kênh TikTok đã tung tin khởi tố bắt giữ người dân. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn các quy định của pháp luật, làm nóng thêm tình hình tại địa phương. Vin vào đó, các thế lực thù địch tiếp tục tung tin khẳng định người dân tuần hành phản đối là do dự án đã xâm phạm ngư trường truyền thống, thổi phồng sự việc và hướng lái dư luận đến việc công kích chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, kết quả ra soát đánh giá tác động của các cơ quan chức năng đã nêu rõ, vị trí triển khai dự án không có dân cư sinh sống, mặt đất, mặt nước của dự án không ảnh hưởng đến đất đai tài sản của người dân. Và những người dân làm nghề đánh bắt thủy hải sản lâu đời tại vùng biển này cũng thừa nhận phạm vi bến neo thuyền cũng như ảnh hưởng của dự án đến đời sống dân sinh là không lớn. Neo đậu thì khi nào gió thì mình vào trong âu cảng này, còn nếu mà không gió trời lặng thì mình đậu ngoài này. Người dân ở đây thường vào vụ moi, chủ yếu là moi khai thác gần bờ lắm, cách bờ biển này ra từ 1 hải lý thôi. Hải sản khác hiếm, khan hiếm hơn các moi, nhưng mà lại moi là phải ở gần bờ. Quy hoạch của cái cảng số 3 này thì với cái phạm vi, với cái diện tích thì thực tiễn ra so với một số công trình đã thực hiện thì cho đến bây giờ thực tiễn ra thì cũng chưa có ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt của ngư dân. Mình phải ủng hộ. Tiếp đó, sáng ngày 31 tháng 10, khi các lực lượng triển khai phương án đảm bảo thi công dự án, các thế lực thù địch nhân cơ hội rêu rao là chính quyền đang cưỡng chế người dân giao đất. Song trên thực tế, phạm vi triển khai bến số 3 cảng container Long Sơn không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân, do đó không thể có chuyện phải cưỡng chế để giải phóng mặt bằng. Các ngành chức năng đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về việc ảnh hưởng của dự án. Thì dự án này là không ảnh hưởng lớn đến ngư trường cũng như là môi trường xung quanh. Cho nên là việc triển khai dự án thời điểm này là đã đủ tất cả điều kiện. Dự án bến số 3 cảng container Long Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai. Các cơ quan chức năng đã nghiên cứu khảo sát rất kỹ về tác động của dự án là ít ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của người dân.
Hiện nay thì tình hình nhân dân sau cái ngày 31 tháng 10 thì là nhân dân ổn định tình hình, tham gia đánh bắt và đã có cái thu nhập. Chính quyền tiếp tục tuyên truyền vận động tới từng người dân hiểu rõ về chủ trương đường lối của Đảng, cũng như về việc là an sinh xã hội, cũng như là về an toàn, về cái môi trường đánh bắt cũng như là môi trường sinh sống của nhân dân. Có thể nhận thấy, dù ở thời điểm nào, sự kiện nào, điểm chung của thủ đoạn thổi phồng sự thật là thêm thắt, nói quá về những sự kiện, sự việc, từ đó bóp méo, xuyên tạc, bôi đen sự thật, làm cho các vấn đề, vụ việc trở nên phức tạp, gây nhiễu thông tin và có thể kích động, đẩy tới rối loạn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, nên tiếp cận thông tin trên mạng xã hội theo nhiều chiều với sự kiểm chứng lại từ những nguồn chính thống, tránh mắc bẫy xúi dục, kích động của các thế lực thù địch. Tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc vừa diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 tại tỉnh Hà Giang, đoàn Thanh Hóa đã giành một giải A và là một trong 6 tiết mục được chọn, biểu diễn báo cáo trong lễ tổng kết. Liên hoan âm nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2023 do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức. Ban tổ chức đã nhận được 59 tác phẩm được chọn lọc từ các địa phương tham gia liên hoan thuộc 3 thể loại gồm ca khúc, hòa tấu, độc tấu, thính phòng. Các tác phẩm tập trung ca ngợi đất nước, con người và núi rừng, biển đảo Việt Nam. Tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc phong phú, đậm sắc màu nghệ thuật dân gian phía Bắc của Tổ quốc. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 12 giải A, 18 giải B cho các tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó Thanh Hóa giành một giải A với tác phẩm Về Mộc Châu của nhạc sĩ Đoàn Dũng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật của nhạc sĩ Đoàn Dũng, giảng viên khoa âm nhạc, trưởng phòng hành chính tổng hợp, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Xác định chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng, liên quan trực tiếp đến người dân, nên thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, ghi nhận tại huyện Quảng Xương. Xã Quảng Bình là một trong 5 địa phương của huyện Quảng Xương, được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022. Nhằm đổi mới căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm thực hiện các nội dung của chỉ tiêu chính quyền số. Hiện nay, 100% văn bản đến và đi, hồ sơ thủ tục hành chính đều được xử lý trên môi trường điện tử. Cán bộ công chức thường xuyên sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng ứng dụng dùng chung thông suốt hiệu quả. Hôm nay tôi về xã Quảng Bình để làm một cái chế độ đền bù đất cho ông bà, và đã đến đây để được cán bộ lãnh đạo và cùng toàn bộ các anh chị em làm nghiệp vụ của ủy ban rất nhiệt tình hướng dẫn, nhất là về thực hiện cái thanh toán và giao dịch qua cái dịch vụ công ấy, cho nên các anh chị nghiệp vụ đã hướng dẫn cho tôi làm cái chế độ quét mã QR và làm thanh toán qua các cái chứng từ điện tử nhiệt tình và chu đáo. Chúng ta tận dụng cái hệ thống công nghệ thông tin để chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ trao đổi, tạo lập văn bản trên cái hệ thống công nghệ thông tin để giảm thiểu cái tối đa cái việc đi lại cho người dân, và cũng nói chung là nó cũng được cái sự tương tác rất nhiều của những người dân đối với chính quyền địa phương. Thế thì để xây dựng cái chính quyền số thì cái đầu tiên chúng ta là phải xây dựng được cái hạ tầng số đảm bảo thông suốt thông tin rồi đến từ người dân đến nhân dân địa phương, rồi với chính quyền địa phương, với các đồng chí cán bộ công chức để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành có 37 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm tiêu chí gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hạ tầng số. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số, huyện Quảng Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức, chú trọng phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Nhiều đơn vị đã huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. Năm 2022, huyện đã có 5 xã thị trấn được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số. Thời gian vừa qua thì thị trấn cũng có được nhiều cái kết quả. Thứ nhất là cái việc hoàn thành cái chuyển đổi số năm 2022, và năm 2023 thì địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao cái chất lượng chuyển đổi số năm 2023. Cùng với các cấp ngành thì đằng dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy
thì ủy ban dân thị trấn cũng tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đó là công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp là cùng với địa phương để phát triển, tiếp tục phát triển và hoàn thành công tác chuyển đổi số. Phòng sẽ tích cực tham mưu cho ủy ban dân huyện, trước hết là tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và người dân trong cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu chuyển đổi số, trong đó cần phải phát huy tối đa cái vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cái thứ hai là sẽ tham mưu để tích cực là huy động các cái nguồn lực xã hội để thực hiện các cái nhiệm vụ chuyển đổi số. Năm 2023, huyện Quảng Xương phấn đấu có 6 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số. Để đạt được mục tiêu này, huyện sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tết tờ Atlas là trang thông tin được cho là bản đồ ẩm thực thế giới, vừa công bố danh sách 100 món ngon thế giới, vượt qua những món ăn nổi danh lâu đời của các nước, bánh mì kẹp thịt của Việt Nam vươn lên vị trí đứng đầu danh sách này. Theo trang Tết tờ Atlas, đúng như tên gọi, bánh mì kẹp được làm từ nhiều loại thịt nguội Việt Nam như thịt heo quay Thái Lát, ba chỉ Thái Lát, chả, thịt giam bông Thái Lát hoặc xúc xích, heo chả lụa cùng với dưa chuột, sốt mayonnaise, cà rốt ngâm và daikon và pate gan nhồi vào cuộn bánh mì, phản ánh khẩu vị và ẩm thực của người Việt. Ngày nay bánh mì được bán trên khắp đất nước, từ thành thị cho đến vùng thôn quê và được thưởng thức từ sáng cho tới khuya. Món ăn được du khách cực kỳ ưa chuộng. Thành phố Cần Thơ và thị trấn Sapa của Việt Nam được The Travel của Canada bình chọn là 2 trong 10 điểm đến châu Á, được đánh giá cao nhất cho du khách trong kỳ nghỉ mùa thu. Theo trang du lịch nổi tiếng The Travel, nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ là một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm vào mùa thu. Du khách có thể đi thuyền dọc theo đồng bằng sông Cửu Long vào lúc bình minh, ghé thăm chợ nổi độc đáo. Sapa cũng được mô tả là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á không thể bỏ lỡ vào mùa thu. Du khách có thể khám phá ruộng bậc thang, đi bộ trên những con đường mòn và chiêm ngưỡng khung cảnh văn hóa tuyệt vời. Thời tiết ở Sapa vào thời điểm này vô cùng ôn hòa và mát mẻ, mang đến bầu không khí dễ chịu. Sapa còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp bao la của núi rừng trên đỉnh Phan Xipang, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, với độ cao 3.143m so với mực nước biển. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 78 triệu đơn thuốc điện tử được liên thông trên hệ thống từ hơn 15.000 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, trong đó chủ yếu là khối công lập. Theo Bộ Y tế, hiện có 45% thuốc phải kê đơn, 55% không kê đơn, trên tổng đầu số hơn 24.000 thuốc được cấp phép đăng kinh doanh trên thị trường. Riêng khối khám chữa bệnh tư nhân với gần 30.000 cơ sở y tế gần như chưa liên thông đơn thuốc điện tử. Đặc biệt đến nay cả nước chỉ có 26 trên 39 bệnh viện tuyến trung ương liên thông đơn thuốc. Rất nhiều sở y tế trên toàn quốc và các lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh lớn chưa quan tâm tới vấn đề này. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo Việt Nam trong top những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao và mua thuốc không đơn rất cao. Nếu việc kê đơn thuốc điện tử được liên thông đầy đủ, Bộ Y tế không chỉ quản lý thuốc theo đơn mà cơ quan quản lý nhà nước sẽ có lợi trong việc khống chế về mặt bệnh học, tình trạng sử dụng thuốc và hoạt động hành nghề của bác sĩ, tránh việc mượn đơn thuốc hoặc sử dụng đơn thuốc cũ hay mua thuốc không đơn. Bộ Y tế cảnh báo, mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng, dự báo trong thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn. Theo thống kê, đến nay, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta liên tục ghi nhận các ca bệnh xuất hiện. Hiện bệnh đang xuất hiện ở những nhóm đối tượng đặc thù. Hầu hết ca bệnh là nam gần 93%, có xu hướng tình dục là đồng tính nam và lưỡng tính nam hơn 78%, dị tính gần 9%. Khoảng 63% đang nhiễm HIV, 46% mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Các chuyên gia khuyến cáo bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện như sốt, nổi mụn mủ. Một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch. Do đó, người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với các ca nghi ngờ bệnh. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám. Trong bối cảnh bệnh có thể xâm nhập trong cộng đồng vào thời gian tới, người dân hãy chú ý phòng bệnh theo khuyến cáo. Nếu phát hiện trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, hãy cập nhật vào hệ thống mã số ca bệnh quốc gia theo đường link
https://mắcca.bệnh.vncdc.gov.vn và số điện thoại 038-7525-938. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại đến 8.000 đồng một phút. Các tổng đài mạo danh này đều có chung đầu số 1900-9966XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh các hình thức giả mạo lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý đến các đơn vị và người tham gia như sau. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900-9068 với mức giá cước 1.000 đồng một phút. Cước phí này được trả cho nhà mạng cung cấp dịch vụ tổng đài. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh sau. Cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội, địa chỉ website bảohiemxahoi.gov.vn, tạp chí bảo hiểm xã hội, địa chỉ website tạp chí bảohiemxahoi.gov.vn, nền tảng mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, facebook.com/bảohiemxahoi.gov.vn, ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng hotline 1900-9068. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, tỉnh, người dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tìm đường link liên kết. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện về tăng cường quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các chủ thể liên quan phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới. Đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng biện pháp thi công đã được chấp thuận và theo quy định. Kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Do địa hình miền núi bị chia cắt bởi sông suối, nên việc đi lại, sản xuất của người dân huyện Mường Lát gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là từ khi hình thành hồ thủy điện Trung Sơn. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều bến đò 4-0, tự phát hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn đường thủy. Bến đò này là con đường ngắn nhất giúp người dân bản Sa Lung ra trung tâm xã Trung Lý. Vì vậy, dẫu cho đường lên xuống bến đò còn gập ghềnh khúc khuỷu, phương tiện chưa đảm bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật như thế này. Nhưng người dân vẫn phải chọn cách đi đò để rút ngắn quãng đường đi lại. Tương tự, thay vì phải đi mấy chục km đường bộ men theo các triền núi, người dân bản Pá Púa, xã Mường Lý chỉ mất 10 phút đi đò đã có thể sang bản Cò Cài của xã Trung Lý. Chính quyền địa phương cũng hàng năm cũng vận động bà con nhân dân tuyên truyền, vận động bà con để làm sao đó. Khi qua lại trên sông thì phải giữ được cái đặc biệt là đảm bảo an toàn về tính mạng của những người khách qua đò cũng như là các tài sản mà liên quan đến cái việc qua đò. Trước đây, người dân các bản qua xã Mường Lý và Trung Lý muốn giao thương qua lại phải thường đẩy bè mảng qua sông hoặc men theo đường mòn đi gần 50 km lên trung tâm huyện Mường Lát rồi ngược trở lại. Tuy nhiên, từ khi hồ thủy điện Trung Sơn tích nước, một số hộ dân đã mua sắm phương tiện, tự phát hình thành 13 bến đò hoạt động chở khách qua sông. Cũng vì tự phát hoạt động nên các phương tiện đều chưa có đăng kiểm, đăng ký. Thậm chí nguy hiểm hơn, trong số 13 lái đò điều khiển phương tiện thì có tới 7 người chưa có chứng chỉ chuyên môn nhưng vẫn tham gia vận chuyển khách. Chứng chỉ chuyên môn thì ông thì có, còn tôi thì nói chung là ý là ông không có nhà thì hôm nay thì đi thay ông thôi. Bản thân tôi thì chưa, vì không phải là chuyên môn là trực đò. Thỉnh thoảng là ví dụ như là ông có việc ông đi vắng thì mình chạy giúp ông 1-2 buổi thế thôi. Huyện cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong cái vấn đề về kiểm soát cái việc mà hoạt động cái 13 cái bến đò này tự phát này, đặc biệt là giao cho xã và nhất là công an huyện là thường xuyên tuần tra kiểm soát và hướng dẫn cho bà con trong cái vấn đề về vận chuyển khách qua sông. Việc hình thành các bến đò tự phát dọc hai bên bờ sông Mã, đoạn qua huyện Mường Lát không chỉ vi phạm quy định của luật giao thông đường thủy mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến tính mạng của người đi đò. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra tại các sở giao thông vận tải Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.
đoàn kiểm tra số 2 do vụ vận tải tổ chức kiểm tra tại các sở giao thông vận tải Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau. Đoàn kiểm tra số 3, số 4 do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra tại các sở giao thông vận tải xây dựng Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử lý tồn tại vi phạm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5 tháng 2 năm 2024. Thời kỳ kiểm tra là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra. Trên các tuyến đường nội thành của thành phố Thanh Hóa, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm biển báo, biển cấm đang xảy ra khá phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phố Hàng Than thuộc địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa có bề rộng mặt đường hẹp, hai bên đường lại có nhiều hàng quán kinh doanh, mật độ giao thông khá cao. Do vậy, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cấm ô tô đi vào tuyến đường này theo hướng từ đường Lê Hữu Lập đến đường Trần Phú để hạn chế xung đột giao thông. Tuy nhiên, thực tế, rất nhiều tài xế ô tô vẫn phớt lờ biển cấm, lái xe vào tuyến đường này, khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp, nhiều khi xảy ra ùn tắc và chạm. Còn đây là biển báo cấm xe quay đầu đặt trên tuyến đại lộ Lê Lợi ở gần chân cầu vượt Phú Sơn. Biển được lắp đặt ở vị trí rất dễ quan sát, nhưng nhiều phương tiện ô tô xe máy vẫn bất chấp rẽ trái lên cầu, gây cản trở cho những phương tiện đang lưu thông đúng chiều đường và nguy cơ cao xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Tại đoạn đường giao giữa đại lộ Lê Lợi với đại lộ Hùng Vương, khu vực vòng xuyến Bixi, tình trạng vi phạm biển cấm, vi phạm làn đường, đi vào đường một chiều diễn ra càng phức tạp. Nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông đã xảy ra do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Gây tai nạn nhiều vì đã trái luật, đi không đúng đường. Mà hơn nữa đường đây là đường quay đi, muốn rẽ về hướng đây là phải xin nhan. Nếu họ không xin nhan, hơn nữa họ không tuân thủ. Đó là hai bên đó, tai nạn xảy ra đáng tiếc, mỗi khi mà mỗi người vô tình một tí là chủ quan là bị đó. Được xem là một trong những giải pháp điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Biển báo cấm buộc người tham gia giao thông phải tuân theo những nội dung biểu hiện trên biển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc vi phạm biển báo cấm đang diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Đường cấm ô tô không đi lại, nhưng mà thấy nhiều ô tô vẫn đi lại. Đấy, chứ vẫn vi phạm đấy, như thấy là công an cũng chưa thấy phạt ở đó. Hiện nay, cùng với việc trực tiếp phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm tín hiệu đèn giao thông và biển báo, biển cấm, cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là mỗi người tham gia cần tự giác chấp hành biển báo, biển cấm cũng như các quy định của luật giao thông. Trước hết là để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông, tránh bị thiệt hại kinh tế khi bị xử phạt vi phạm. Đồng thời, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.